Chúc quý vị trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và nhất là tươi vui để chuẩn bị đón một mùa xuân 2022 thật là tươi đẹp. Vì là làm YouTube thì phải mạnh dạn giống như diễn viên điện ảnh để lên hình đấy các bạn. Chứ mình mà không dám lên hình, không mạnh dạn thì không có những sáng tạo thì không có thành công trong lĩnh vực YouTube. Nên tôi lại mạnh dạn lên hình như diễn viên để chia sẻ với quý vị. Bởi vì là nếu mà mình không mạnh dạn, không lên hình, không chia sẻ, không sáng tạo thì tất nhiên là sẽ không thành công trong YouTube phải không quý vị? Vì tôi hôm nay phải nghĩ đến cái bản lĩnh và những cái sáng tạo của mình và cái tư duy của mình và những suy nghĩ tích cực của mình để lại lên hình như diễn viên để chia sẻ với quý vị. Để cái kênh của tôi được thành công và các bạn cho tôi like, đăng ký ủng hộ kênh để tôi có thể ra video mỗi ngày một video hoặc là một tuần 3 video thì cũng tùy theo cái tư duy sáng tạo của tôi và cái tâm Việt đỗ điểm lập này thành công thì các bạn cùng tôi like, đăng ký ủng hộ và động viên tinh thần thôi nhé quý vị. Thì tất cả phải có những sự hỗ trợ hợp tác, chia sẻ, động viên của quý vị thì tôi mới có thể thành công được. Thì tôi cũng mong sự hợp tác, chia sẻ, động viên của quý vị để tôi có nghị lực làm YouTube thành công. Bởi vì là bây giờ là cũng hôm nay là 29 âm lịch rồi đó các bạn. Năm 2021 là ngày cuối cùng của năm và bước vào 12 giờ tối nay để sang một mùa xuân mới năm 2022. Thì hôm nay là ngày xuân rồi thì chúng ta cũng nói những chuyện vui, những khởi sắc của mùa xuân phải không quý vị? Thì tôi cũng mong quý vị là có nhiều niềm vui. Hôm nay là tôi chỉ muốn là chia sẻ với quý vị những niềm vui. Bởi vì là mùa xuân rồi mà các bạn. Thì phải cho nó đơm bông, kết trái, nảy lộc và sắc sức khỏe. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị về khía cạnh của người phụ nữ. Thì người phụ nữ thì muốn được thành công, muốn được viên mãn kể cả trong ngoài xã hội cũng như là gia đình thì phải giữ cho mình công, dung, ngôn, hạnh. Thì công tức là công việc đấy các bạn. Thì công việc của mình thì mình phải cố gắng là suy nghĩ tích cực, làm những cái việc gì nó có hiệu quả và những cái việc đó mang lại lợi ích cho bản thân, cho xã hội, cho cộng đồng, cho gia đình. Và làm những cái việc đấy là những việc tốt, những việc đấy là những việc có lợi ích và có ý nghĩa và nó đem lại thu nhập cho cuộc sống của bản thân. Mà hòa hợp được với cộng đồng, với gia đình mà bản thân mình lại vui vẻ, khỏe. Thì đấy là nói về công việc. Thì công mà các bạn thì các bạn làm, nói chung là kể cả người làm công ăn lương cũng vậy mà kể cả là cán bộ cũng vậy thì cái công việc thì nó cũng rất quan trọng phải không các bạn? Thì mình cũng chỉ là nói chuyện chia sẻ lời hay ý đẹp thì cũng mong quý cộng đồng là các bạn trong và ngoài nước thì cùng tôi chia sẻ động viên và hợp tác với kênh của tôi để tôi có nghị lực, tôi được thành công trên YouTube. Thì như ngày xưa đấy các bạn, thì phải là những người diễn viên
những người giỏi, những người đẹp, những người được tuyển chọn thì mới được lên lên phim phải không các bạn? Nhưng mà bản thân mình ở cái thời 5.0 chuẩn bị tiến tới 6.0 thì chúng ta đâu có phải cứ nhất thiết là phải đủ tiêu chuẩn mới được lên làm diễn viên đâu. Như bản thân tôi đang ngồi đây chia sẻ với các bạn, nhưng tôi cũng làm một cái kênh YouTube và thì tôi cũng là được lên phim được phải không bạn? Thì cũng như là diễn viên rồi đúng không bạn? Thì đấy là do cái tự sáng tạo của mỗi người. Thì nếu như người nào có bản lĩnh thì cũng đều là diễn viên cả, phải không các bạn? Thì cái công đấy là tôi nói về công việc người phụ nữ là có bốn yếu tố rất quan trọng để thành công trong mọi lĩnh vực. Đấy là công, rồi cái công việc đấy các bạn. Thì lúc đầu thì bản thân tôi thì lúc trước là tâm tôi chưa tịnh nữa các bạn, thì tôi cũng còn lang bang. Thì nhưng mà bây giờ tâm tôi tịnh rồi thì mình sẽ định hướng được cái công việc của mình làm nó như thế nào, rồi mình làm như thế nào mà mình cảm thấy nó hòa hợp được với cộng đồng, với gia đình, với bản thân, và việc làm đấy không mang lại gọi là ác nghiệp, không mang lại những cái tạo tác ác, thì mình quyết định mình làm, chứ không phải nhất thiết là một việc của người cán bộ, kể cả người đi làm thuê, nhưng mà mình vui vẻ mình làm, cái đồng tiền đấy là đồng tiền mồ hôi xương máu và nước mắt của mình. Thì cho dù 500 con hay 1.000 con thì cũng là quý đó các bạn, thế mới gọi là công đó các bạn. Mà khi chúng ta làm ra được cái đồng công đấy thì chúng ta cố gắng quản lý chi tiêu làm sao cho nó hợp lý để có những sinh sôi nảy nở và vừa tiêu vừa vui vừa khỏe, và lại còn bảo vệ được cái thành quả của cái công sức mình bỏ ra đấy. Chứ chúng ta cũng đừng hoang phí, và nhất là cho những năm nay, mấy năm nay là mấy năm, nói chung là cũng có nhiều đại họa đại nạn đang liên tiếp xảy ra. Thì hôm nay là mùa xuân năm mới rồi, tôi không có nói đến những cái chuyện buồn đấy nữa. Thì cái chuyện buồn đấy thì chúng ta cố gắng cảnh tỉnh và cẩn trọng, nói chung là cảnh giác thôi, chứ chúng ta không nên suy nghĩ nặng về những cái vấn đề đấy, thì tự nhiên nó sẽ át đi. Và chúng ta cố gắng đọc kinh niệm Phật, ngồi thiền để phát hào quang trí tuệ, để tránh đi những cái u ám đấy. Thì tương lai thì cái con Covid này nó cũng sẽ sạch bóng vào tháng 5 năm 2023, nếu như chúng ta cùng nhau nắm tay nhau yêu thương và phát hào quang để chống đỡ với nó thì nó sẽ xa rời chúng ta. Đấy là tôi nói về công. Còn dung thì người phụ nữ mà, thì không có người phụ nữ xấu phải không các bạn? Chỉ có những người phụ nữ là không biết làm đẹp thôi. Như bản thân tôi đây này, tôi cũng đang cố gắng tạo tác cho mình một cái phong thái này. Đây, có nghĩa là mình làm sao mà mình phải giữ được cái phong độ của mình, chứ không thể ai cũng thích đẹp, ai cũng muốn đẹp, mà là phụ nữ là bông hoa cho đời mà, các phải phải không quý vị? Ai cũng đẹp cả, chỉ có không biết làm đẹp thôi, chứ không có người nào không đẹp cả. Có những bà lão mà lấp lé miệng lỗ rồi nhưng mà vẫn đẹp các bạn, người ta bảo đẹp lão đó các bạn. Thanh niên thì đẹp về thanh niên, mà phụ nữ thì đẹp về phụ nữ, mà lên lão rồi thì đẹp về đẹp lão, tất cả đều đẹp hết. Có những người mà con gái mới lớn lên đứng với một người phụ nữ đã có con đấy các bạn, người ta bảo là gái một con trông mòn con mắt đấy các bạn. Mà một người mà chuyên vẽ tranh, một họa sĩ mà chuyên vẽ tranh đấy các bạn, họ lại không vẽ những phụ nữ mà những bông hoa mà chưa mới lớn đâu các bạn, họ chuyên vẽ những người phụ nữ gọi là phụ nữ đó các bạn, thì họ sẽ có những cái tuyệt tác thành công. Vì là cái điểm nổi của người phụ nữ, người phụ nữ là người đã qua một quá trình có cả hạnh phúc có cả đau khổ rồi, thì nhìn vào họ nó có nhiều khởi sắc lắm các bạn, tiềm ẩn rất nhiều nội dung và rất nhiều giá trị nhân văn. Vì những người đấy họ đã từng trải hơn, am hiểu hơn, và có những cái nét đẹp tinh tế hơn, có cả những nỗi đau, có cả những hạnh phúc, có cả những thăng hoa,
thì nhìn cái người phụ nữ đấy nó toát lên một bức tranh hoàn hảo hơn. Mà người họa sĩ này họ chỉ vẽ những cái bức tranh về người phụ nữ chứ không vẽ một cô gái, mà họ lại hoàn tác được cái bức tranh đấy, nó nổi lên một cái nội dung hoàn hảo hơn. Vậy thì đâu có phải là cứ một người mới lớn mới đẹp đâu các bạn, chính những người phụ nữ lại còn hoàn mỹ hơn là những người mới lớn, bởi vì họ mới lớn, họ còn chưa hiểu gì về cuộc đời, họ đang còn ngây thơ, họ chưa toát lên được cái nội dung của nó, của bức tranh đấy. Thì tôi mới chia sẻ với quý vị về là dung, thì không có người phụ nữ nào là xấu cả, ai cũng đẹp cả. Vấn đề của chúng ta là có tạo tác để cho cái bức tranh đấy nó hoàn mỹ hay không. Bởi vì một người phụ nữ khi đã qua bao nhiêu nỗi đau thì họ đã toát lên cái nội dung sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn, và cuộc sống đấy nó hoàn mỹ hơn. Mà cái người nghệ sĩ này họ lại vẽ cái bức tranh về người phụ nữ thì lại hoàn tác, lại có nhiều chiều sâu và nội dung sâu sắc. Đấy. Thì đấy là cũng là một nghệ thuật phải không các bạn? Và nghệ thuật này là thực tế của cuộc sống. Thì tôi cũng am hiểu từ cuộc sống, từ học hỏi, từ kinh nghiệm, từ hiểu biết của cuộc đời. Tâm là linh, linh là thiêng. Thì tâm linh thì huyền bí. Nhưng mà chúng ta phải có sáng tạo để đưa cái tâm linh đấy và nhận định đâu là đúng, đâu là sai, và đâu là mê tín, và đâu là sáng tạo, và đâu là nghệ thuật, và đâu là tâm linh để đưa con người ta tránh xa những u mê để cho chúng ta sáng sủa ra đấy. Và chúng ta đem những cái vi diệu đấy vào cuộc sống để chúng ta áp dụng, chúng ta tiến hóa, chứ không phải là u mê. Mà u mê là tâm tối lại không nên. Vậy thì hôm nay tôi đã nói với các bạn là tôi sẽ chia sẻ với các bạn về tiêu đề công, dung, ngôn, hạnh. Và tôi chia sẻ được là công, dung, và hôm nay tôi lại chia sẻ tiếp về ngôn. Ngôn cũng rất quan trọng phải không các bạn? Là cái lời nói ở trong cái khẩu miệng của mình phát ra là cũng là từ tâm đó các bạn. Tâm hồn mình có trong sạch, có những lời nói ái ngữ là cũng do cái tâm mình khởi lên, không tham sân si, luôn yêu đời thì mới nói được những cái lời, những cái ngôn từ hay và cảm động, truyền cảm với mọi người. Khi chúng ta gặp một người mà chúng ta nói những lời, những ngôn từ hay thì cái người bên cạnh mình nghe thấy lọt tai cũng thích nghe. Chứ mình nói những cái từ thâm, độc, địa, ác, gọi là hàm ý, mỉa mai thì đương nhiên cái người bên cạnh cũng đâu có muốn nghe, phải không các bạn? Đó là về ngôn. Thì chúng ta cố gắng nói những ngôn từ, tuy chúng ta không phải là cái người nịnh hót gì, không phải là những người chúng ta cứ nói về sự thật thôi, không cần phải là nịnh hót gì cả, nhưng mà đừng có nói những từ làm hại đến người khác, và gọi là ngôn đấy các bạn. Phát ngôn làm sao để cho nó phù hợp, người đấy nói xấu thì mình nói là em, chúng ta là phụ nữ ai cũng đẹp cả, không ai là không đẹp cả. Mình nói mình động viên người ta rồi tự người ta về, người ta đang cảm thấy xấu mà cái cô kia cô cũng đang phấn khích mình thì cô ấy nói có lý đấy, đúng đấy, thì ta nên nên làm đẹp cho bản thân. Vừa chồng yêu, gia đình nhìn vào thấy cũng mến, rồi xã hội nhìn vào cũng kính trọng, thì đương nhiên cô đấy sẽ tự sửa mình nữa. Thì đó là cũng một ngôn từ, nhưng mà làm cho bản thân mình vui và người bên cạnh cũng muốn học hỏi và lên gam, lên tông và sửa sang lại nhan sắc của mình, thì cũng là cái ngôn từ có ý nghĩa, thì chúng ta nên phát ngôn và cố gắng kiềm chế lại những ngôn từ độc địa hại đến người khác. Và hạnh
thì chúng ta cố gắng giữ đức hạnh, làm sao mà lễ phép với cha với mẹ, cha mẹ bề trên, cha mẹ của mình, với gia đình mình, thì cố gắng làm nhiều việc có ý nghĩa. Nói chung là khi mình tâm mình khởi lên làm một cái gì xấu thì mình cố gắng mình rút đi, hoặc là cái tâm hồn mình lúc trước mình có tham sân si, có hay tắt mắt thì bây giờ mình dẹp đi, rồi mình cố gắng mình chẳng hạn như mình công đức, rồi mình thấy những người nghèo khổ hơn mình thì mình đừng có khinh khi, có thể mình tạo tác chia sẻ lời hay ý đẹp, hoặc chào hỏi, hoặc cũng một cái nhìn, nhưng mà cái nhìn trìu mến, rồi mình cũng sẵn sàng giúp đỡ người, thương người như thể thương thân. Thì các bạn nghèo khổ thì các bạn chia sẻ ít, có thể tạo tác với họ cũng 1.000 để gọi là chia sẻ đấy các bạn, chứ không phải nhất thiết là cứ phải là to tát mới 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 tạo tác được cái công dung ngôn hạnh này, phải không quý vị? Mà cái đức hạnh của mình cũng rất quan trọng. Thì cái người mà có hạnh đấy các bạn, thì lúc nào con người khác nhìn vào thì cũng cảm thấy dễ thương, dễ gần, không thấy ghét. Thậm chí người ta có muốn giúp đỡ mình thì người ta cũng sẽ gọi mình để người ta cho đấy các bạn. Khi đã gây thiện cảm rồi thì người ta lại thương mình đấy các bạn. Nên cái hạnh này là để cho người thương đó các bạn, chứ không phải là cái hạnh mà lại người ta ghét. Thì chúng ta cứ cố gắng tạo cho mình một cái mình lúc nào mình cũng phải kiểm điểm coi cái hạnh của mình tốt chưa. Mà khi cái hạnh của mình đã tốt thì kể cả người bên cạnh, xã hội, bạn bè nhìn vào sẽ cảm mến và cảm hóa, và có thể còn giúp đỡ mình nữa. Thì tôi chia sẻ đến đây, thì chúc quý vị trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, và cho tôi một like, đăng ký kênh ủng hộ để tôi chia sẻ kịp thời những lời hay ý đẹp và có ý nghĩa ở những video tiếp theo. Chúc quý vị năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. See you soon. Hẹn gặp lại quý vị. À, trước khi kết thúc video thì cũng là mùa xuân đến rồi. Thì là mùa xuân, là tối nay, là hôm nay tôi chia sẻ với quý vị là sáng 29 tháng 12 năm 2021, và tối nay 12 giờ là đón giao thừa của năm 2022. Thì quý vị cố gắng để đón giao thừa của năm 2022 viên mãn, hạnh phúc và thăng hoa, tấn tài, tấn lộc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, gia đạo an yên và thế giới bình an. Tôi thì hôm nay ngày xuân rồi thì chỉ chia sẻ những niềm vui, có phải không các quý vị? Thì chúc quý vị năm châu bốn biển cùng yêu thương để đẩy lùi dịch bệnh, để chúng ta đưa cái quả địa cầu này hoàn tất trong sáng như một người phụ nữ có công dung ngôn hạnh nhé quý vị.